Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn nha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Shindewa. Shindewa Shop các bạn. Shop có nghĩa là nhẹ nhàng ha. Shindewa Shop. Nó có cái tên riêng là 231 các bạn. Cây 231 này thuộc dòng Shindewa này. Rất là khỏe luôn. Mặc dầu nó mà mang 231 nhưng mà nó rất là khỏe các bạn. Khỏe như các dòng 26 khác nè. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha. Em bé giật cũng nổ các bạn. Em bé giật cũng nổ nè. Khởi động rất là dễ dàng luôn. Đặc biệt là nó mang một cái chế quạt khí quanh rồ e gió đỏ ha. E gió đỏ, e gió này e gió tự động nè. Các bạn dùng tay các bạn gạt lên cũng được. Các bạn lên ga là tự nó mở e ha. Các bạn nắm tay ga, các bạn lên là nó tự động mở e. Cho nên vì lý do tự động đó, khi các bạn đóng e không, các bạn không được lên ga ha. Lên ga thì đóng e nó không có dính ha. Các bạn xem, mình lên ga nè. Lên ga là nó búng lên nè ha. Đấy, lên ga là nó búng lên, nó tự động nó búng lên. Cho đó gọi là e gió tự động. Đấy. Mình kéo mình lên ga là nó tự động nó búng lên đấy. Đấy. Cho nên khi các bạn muốn đóng e là các bạn không được lên ga ha. Tại vì cái e này khi mà các bạn bật e lên vậy là nó đã lên ga sẵn à. Không cần mình phải cầm cái tay ga mình lên ha. Đó, nó rất là hay luôn, nhưng mà mình cũng phải biết sử dụng đó. E gió đỏ tự động, chế quạt khí quanh rồ tự động luôn. Thì cái mình đã nói nhiều lần rồi, cái chế quạt khí tự động có nghĩa là nó có cái lỗ đót cố định ha. Nó nhà chế tạo cung cấp xăng cho một cái động cơ nào đó thì họ đã làm cái lỗ đót cố định cho một cái động cơ đó, không có lớn hơn mà không nhỏ hơn ha. Nó rất là vừa xăng cho một cái động cơ nào đó. Nói chung á, là các bạn ngỡ ngàng ở cái chế quạt khí tự động, chứ toàn bộ các đời sau này đều chế quạt khí tự động hết nha các bạn. Các đời sau, ví dụ như các đời máy 4 thì Honda ha. Honda GX 160, 140, 180, 200 gì đó. Và các dòng Mitsubishi 4 thì nó đều là chế quạt khí tự động lỗ đót cố định ha. Mình chỉ chỉnh được cây tốc độ thấp thôi để chỉnh ganh ti cho nó êm, chứ xăng á, thì cái lượng xăng là nhà chế tạo đã ấn định. Do đó cái độ bền máy là nó phải cao hơn cái chế quạt khí chỉnh nha. Cái chế quạt khí chỉnh á, thì người biết chỉnh thì máy bền, người không biết chỉnh thì máy hao xăng và kém độ bền nha các bạn. Đó, chế quạt khí có kim chỉnh ở đây. Nó có ưu điểm là các bạn muốn chỉnh với lượng xăng cỡ nào cũng được. Nhưng nó có nhược điểm là người không biết sẽ ép xăng thì máy dễ mau hỏng ha. Còn cái chế quạt khí tự động thì nhà chế tạo đã ấn định xăng cho một động cơ nào đó ha. Đó, lớn nhỏ tùy theo động cơ. Rồi, nói về chế quạt khí tự động cho các bạn am hiểu ha. Cái nó kế tiếp là nó cái nắp xăng này. Nắp xăng của Shindewa này là nắp xăng kính các bạn. Như mình đã nói, nó có một cái ron rất là độc đáo luôn. Cái ron này nó giống như là bất vậy các bạn. Bất nó ép lại, nó cho keo vô nó ép lại, rất là mềm mại và bền bỉ luôn. Nó không có bị biến dạng bởi xăng ha. Đấy. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Xăng ở ngoài nè, nhớt cái đấm nhớt ở trong nè ha. Với tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên dùng á là 1 lít xăng pha tối thiểu phải 50cc nhớt các bạn. Tối thiểu các bạn có thể pha 60, 70 cũng tùy theo mình cái chế độ hoạt động của máy ha. Càng cao chừng nào thì xăng cái lượng nhớt càng nhiều chừng đấy ha. Ở đây nó có một cái lỗ thông hơi đây ha. Con xin đây qua nó làm rất là cầu kỳ ha, rất là kỹ lưỡng. Đấy. Các bạn quan sát xem máy, tình trạng máy đẹp
đẹp xuất sắc luôn. 231 xin đây qua ha, ta xem. Zin nguyên bản tất tần tật hết các bạn đấy. Dòng máy này nhìn rất là đẹp luôn. Xin ra qua shop. Rất là đẹp luôn ha. Đấy. Công tắc ngặt ha. Dây ga nè. Tùm rời ha. Đây, các bạn quan sát xem. Đẹp nhất nách chưa? Đó, nó còn có cả chân dựng nữa nè. Tem theo bài nữa nè. Còn có cả chân dựng. Rất là đẹp luôn. Một con máy Nhật Bản mà đẹp như vậy không phải dễ kiếm các bạn. Mà hơn nữa là cái dòng Shindaiwa ha, càng khó kiếm hơn nữa. Dòng Shindaiwa, nếu bạn nào đã dùng qua dòng Shindaiwa thì biết cái độ bền của nó. Độ bền không kể thời gian. Sạc tiếp ha. Cùi nữa nè, cùi có chống dính cỏ bằng kim loại ha, rất là hữu hiệu luôn, không có cỏ bám vô được ha. Rồi, em mình nổ thử cho các bạn xem ha, rất là khỏe luôn. Rất là đơn giản luôn, khởi động rất là đơn giản các bạn. Các bạn nhìn thấy xem gì dịch đó. Mới tinh nâu luôn. Đây. Dựng cái máy xin đời qua nữa, nhìn xem mình dựng á, mình khởi động là các bạn thấy ghiền rồi. Để mình nổ lớn cho các bạn xem ha. Xin đời qua đề ba cái đấy ghê chưa. Trơn ha, mà ngon luôn. Nổ thật ti kìa luôn ha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Shindaiwa 231 đến đây là tạm dừng nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.